và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Tài xế xe ôm tung cước đạp hai tinh cướp xe máy trên phố. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên tấn công tài xế xe ôm công nghệ rồi cướp xe máy, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Trong clip, một tài xế công nghệ chở hai năm thanh niên đang dừng lại trên đường. Hai thanh niên sau đó bước xuống khỏi xe. Lợi dụng lúc đối phương mất cảnh giác, thanh niên mặc áo đen đấm thẳng vào sâu gáy khiến nam tài xế choáng váng. Cùng lúc này, thanh niên mặc áo trắng lao vào đẩy, đuổi nạn nhân ra xa để đồng bọn nổ máy. Thấy cả hai chuẩn bị nổ máy tẩu thoát, nam tài xế lao đến tung cước đạp thẳng vào người thanh niên mặc áo trắng. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Được biết, sự việc xảy ra trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và đã được camera giám sát ghi lại đến ngày 11 tháng 9, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự Lê Ngọc Tuấn 22 tuổi và Nguyễn Trần Văn Huy 26 tuổi, cùng ngụ quận 4 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài, Tuấn rủ Huy đi trộm tài sản. Khoảng 22 giờ 15 phút cả hai đối tượng đi bộ từ quận 4 sang quận 7 nhưng không tìm được tài sản để lấy trộm nên quay về. Do đi bộ mệt nên cả hai dừng nghỉ trước căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây. Quận 7. Tại đây, Huy và Tuấn thấy anh NVG 34 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, tài xế xe ôm công nghệ đang chờ khách nên yêu cầu tài xế này chở về đường Ngô Văn Sở, Quận 4. Trên đường di chuyển, Huy lấy trong người ra tờ tiền mệnh giá 2 đô la Mỹ để trả nhưng anh G không đồng ý. Do cả hai đối tượng không có tiền nên Tuấn rủ Huy cướp xe máy, điện thoại của anh G. Huy biết khu vực trường học nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4 là nơi vắng vẻ thuận tiện cho việc cướp tài sản nên yêu cầu anh G chở đến địa điểm trên. Khi đến nơi, Huy mượn điện thoại của anh G để gọi cho người thân mang tiền ra trả. Tuy nhiên, điện thoại anh G gắn trên xe máy và có khách đang gọi đến để đặt chuyến. Thấy anh G vừa nghe điện thoại, vừa bước xuống xe, Huy dùng tay đánh vào sau gáy khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống đường. Anh G vừa đứng dậy thì Tuấn dùng tay đẩy nạn nhân về phía trước để Huy leo lên xe nổ máy, chở Tuấn tẩu thoát. Biết mình bị cướp, anh gờ hô hoáng và đuổi theo nhưng không kịp nên đã đến công an trình báo. Được biết, đến ngày 12 tháng 9 công an quận 4 cho biết đã bắt được hai đối tượng trên và trả lại cho người tài xế bị hại.